Hello, xin chào các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel của mình và mình là Noob Gamer đây. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình điểm lại những thứ mới trong phiên bản 1.19 nhé. Minecraft 1.19 có tên gọi là The Wire Update 1 The Deep Dark. Thay vì cập nhật trong phần Cap and Clip phần 2, dự kiến sẽ ra mắt vào khoảng cuối năm nay, thì Mojang đã quyết định chuyển bản cập nhật này sang phiên bản 1.19 đã được hé lộ ở Minecraft Live, gồm có Deep Dark City là một thành phố cổ đại nằm sâu trong The Deep Dark. Công trình này được xây dựng chủ yếu bằng các block, khối gạch, Deep Slate, sâu lan tật, nến và các block sụt câu. Theo như lời kể của các nhà lập trình game thì công trình này sẽ có một phần thưởng độc nhất, chỉ xuất hiện duy nhất ở trong đây. Nhưng hiện tại thì nhà lập trình game vẫn chưa cho chúng ta biết đó là gì. Skull Catalyst là một khối đặc biệt chỉ xuất hiện ở The Deep Dark, có thể được lấy bằng các dụng cụ phù phép siêu thoát. Khi có một mob bất kỳ bị hạ gục bởi người chơi trong phạm vi nhất định xung quanh khối này, tùy theo lượng kinh nghiệm mà mob đó rơi ra thì các khối dạng skull sẽ bắt đầu xuất hiện và lan ra khu vực xung quanh. Và khi các bạn thu hoạch một số block dạng skull này thì các bạn sẽ nhận được một ít điểm kinh nghiệm. Khi Skull Striker bị kích hoạt, nó sẽ phát ra một âm thanh kỳ lạ, gây cho người chơi gần đó bị hiệu ứng đắc nẻ, làm cho tầm nhìn của người chơi bị giảm sụt nghiêm trọng. Và nếu như người chơi kích hoạt block này quá nhiều lần, thì nó sẽ triệu hồi Warden. Warden được hé lộ từ Minecraft Live 2020. Warden là một mob siêu mạnh, sẽ được xuất hiện ở The Deep Dark. Như trong video, khi người chơi kích hoạt Stalker quá nhiều lần thì chúng sẽ chui lên từ mặt đất. Chúng luôn ẩn mình trong các bức tường và dưới lòng đất, chờ đợi dấu hiệu từ người chơi và cảm nhận được các dấu hiệu đó. Chúng sẽ tìm đến bạn và tiêu diệt bạn. Thay vì tìm và cảm nhận âm thanh như trước thì giờ đây chúng có thể cảm nhận bằng mùi hương. Khi ở quá gần chúng, mặc cho bạn không gây ra bất kỳ âm thanh nào, bạn cũng sẽ bị chúng hạ gục. Chết bốt, thuyền có dương, giúp người chơi dễ dàng hơn trong việc vận chuyển.